Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 12 2019 nhé. Thì sếp em có lên lô cần carbon cho anh em lựa. Hàng này là hàng xách tay từ Nhật về nhé. Tình trạng thì còn rất đẹp. Có một vài cây thì nó hơi trầy xước, thì em sẽ bán giá trả giá cho anh em thì câu chơi, câu sông, câu ấy mà không quan trọng loại hình thì có một vài cây thì em sẽ bán giá rẻ cho anh em. Đấy, còn lại thì cũng giá nó cũng mềm, nó cũng không có cao. Cứ triệu hơn triệu là có cây ok để chơi rồi. Đấy, cây đầu tiên này là cây của anh Đạt, anh ấy đặt nhá. Đấy, anh Đạt ở Sài Gòn anh đặt thì em cũng đưa lên đây luôn cho anh xem. Hàng rất đẹp, rất mới, hàng rất độc luôn. Cái này là carbon giả giả trúc 2m7, có hai đọt. Đấy, long lanh. Đấy, cái chỗ này là nó làm giả vậy nhé, chứ không phải bị chày đâu. Đấy, nhưng dưới này nó làm giả vậy. Cái này là của anh Đạt. Bên. Rồi. Con đầu tiên này là con dài 3m6 nhá. Đấy, dài 3m6, con này là của Ryobi, hàng nội địa Nhật. Khoen của nó là khoen khoen chân vàng sứ xám. Cái là khoen Fuji chân vàng sứ xám. Cái này là của Ryobi nhé. Đấy, nó có xước xác này. Bát này là bát Fuji nhé. Bát Fuji tem vàng luôn đấy, Japan bát luôn. Cái phôi này là phôi carbon hai da nhé, phôi carbon xoắn 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 kiểu polo lốp của NFT ấy. Xoắn xoắn là so mà xoắn hai da. Cái này là nó quấn đấy nhé. Cái này là cái cuốn để nó cái gác cân đó. Cái này thì nó có chiều dài là 3m6. Đấy. Chiều dài là 3m6 nhá. Tem nội địa Nhật này. Đấy. Nó là cái mã vạch của cửa hàng này. Nó có chảy sơn đầy miếng nữa này. Đấy. Có những cái chỗ nào chảy thì em sẽ chỉ cho các bác luôn nhé. Thì các bác thấy ok thì các bác mua. Đấy, còn lại nó khá ok, sức dăm nhẹ. Đấy, cái này là keo thôi nhé, để anh em có thể lấy xăng chùi đi. Đấy, keo. Đấy, thì tình trạng thì nói chung là tổng quan thì nhìn cũng rất ok, không đến nỗi là xấu đâu. Đấy, nó cái dàn khoen nó rất dày nhé, 3m6. Và cái độ cứng này tầm khoảng 50 nhá. Độ cứng này tầm khoảng 50 nhá. Cứng 50 60 này, 50. Cứng 50 nhá. Thì con này em sẽ bán rẻ cho các bác là 900 ngàn nhá. Đấy, mã là 156. 156 giá 900 ngàn nhá. Đấy, cái vết carbon hai da nó đang còn ở dưới này luôn này. Đấy, nó có một cái lớp ấy, nó bọc một lớp cao su ngoài cái cán này. Bọc lớp cao su ngoài cái cán này. Bác nào lấy thì con này em để cho 900 ngàn nhé. Phôi thì cực kỳ ok, các bác về đánh thì thoải mái luôn. Quan trọng thì nó hơi có xước xác một ít thì em có chỉ cho các bác rồi đấy. Đây có cả cái chữ gì đây nữa này. Thì ngoại hình thì nó cũng tương đối, có một vài chỗ xước. Thì giá 900 ngàn thì về anh em không quan trọng ngoại hình thì đánh cái phôi này rất ok nhá. Phôi hay da này đánh rất ok. Của Ryobi, hàng nội địa Nhật. Rồi, tiếp tới là con
dòng cao cấp của thằng Daiwa. Con này là rất nhẹ luôn nhé. Đấy. Nó cũng tương đối, không phải nhẹ lắm, nó cũng nhẹ nặng nặng cái gốc này thôi này, còn cái ngọn này rất nhẹ. Cái này là carbon 2 dai, mới 98, 95, 98% luôn. Đấy. Hai da, đây là Daiwa nhé. Con này là mã là 157, mã 157 nhé, 3 khúc. Thì phôi của nó là phôi carbon 2 da, khoen của nó là khoen Fuji sứ xám. Khoen này rất lớn nhé. Đấy, khoen rất lớn. Thì con này nó thuộc vào dòng lua gành hoặc là lua biển, hoặc có thể anh em đánh lục đầu cần cũng được. Nó dài của nó, chiều dài của nó là 3m96 mấy, gần 4m đấy. Đấy. Hàng long lanh nhé. À, có thông số à, 13 feet 03 là 03 là khúc, là 13 feet 3 khúc, cứng MH, cứng MH nhé. Thì nó lua từ 10 cho tới 45 gram, line của nó là từ 10 cho tới 25 y bao. Đấy, nó được sản xuất tại Taiwan nhé. Hả? Bắc Văn Tôm cực kỳ đẹp luôn. Thì MH, lua là MH thì tương đương với cái này nó cứng tầm khoảng 50 đến 60. Đấy. Cứng với cần, so với cần khúc thì tầm 50 đến 60 nhé. Rất nhẹ, anh em có thể đánh lục hoặc là đánh lua gành, lua biển, hoặc là lua chỗ nào mà rảnh nhé, xa bờ. Đấy. Mà con này mã là 157, giá là 1.800.000 nhé. Giá 1.800.000 nhé. Daiwa Haiya M 157, mã 157. Rồi. Tiếp tới là cái con này. Con này là dài mấy mét ta? 3.6. À 3.6. Tiếp tới con này là xúc carbon. Đấy. Khoen của nó là khoen Fuji nhé, Fuji sứ xám. Và bát của nó là bát Fuji tem vàng. Đấy. Màu đen nhé. Cái này hình nó sơn lại hay sao, nó nhám nhám chỗ này. Chỗ này là đáng lẽ là nó nhám bạc. Nhám bạc thì mình cầm tút ra tút vào á. Đấy, giống như cái nhám đen này, này. Nhám đen này, này. Đấy. Nhưng mà phôi thì rất ok nhé. Không có gọi là chảy, không có phạm phôi hay gì hết ấy. Cái này hình như là nó bên kia nó đã sơn lại. Mã bát là bát Fuji tem vàng. Bát Fuji tem vàng Japan bát nhé. Vẫn là bán tại cửa hàng Nhật. Mã vạch đầy đủ. Cái này là dài 3m6 nhé. Kiểu nó sơn lại nó mất cái thông số rồi. Sơn đen lại nên nó mất thông số rồi. Đáng nhẽ ra con này là phải màu trắng giống như con này này, xúc carbon này này. Đấy, đáng nhẽ ra nó phải màu trắng giống như con này. Màu trắng xúc carbon này này. Đấy. Nó cũng là xúc carbon luôn đấy. Nhưng mà con này màu trắng mà con này lại màu đen, em nghĩ là nó sơn lại nhé. Đấy. Nhưng mà khoen bát của nó là ok hết nhá. Hoàn chỉnh từ A đến Z hết nhá. Đó. Tình trạng cũng còn khá là ok, không có gì là hư hỏng hay là bị gì hết. Quan trọng là cái sơn này nó sơn lại rồi. Thì con này là mã là 158, giá con này là 1.000.000 nhá, dài 3m6, độ cứng tầm khoảng 50 đến 60 nhá, độ cứng tầm 50 đến 60 nhá. Xúc carbon
mã 158, giá con này là 1 triệu. Thì bác nào lấy con này em sẽ bao ship nhé. Đấy, nhanh gọn. 158, dài 3m6, cứng 50 đến 60, khoen bát Fuji hết, Fuji xứ xám nhá. Còn bát này bát Fuji tem vàng luôn. Đấy, nó không phải là dòng thường, nó cũng dòng rất ok. Những cái dòng nào mà cao cấp hoặc là dòng cao á, thì thường thường nó sẽ đi dòng khoen của nó là dòng khoen sứ xám và bát Fuji tem vàng đấy, thì nó mới xứng với cái cờ cần. Rồi, còn mã 158 bác nào lấy thì nhớ báo em là bao ship nhé, 1 triệu em bao ship cho nhé. Đấy, nghĩa là có đó, con này em sẽ bán 950 cộng với ship, thì cộng với ship 50.000 thì báo với em thì em sẽ bao ship cho. Rồi, tiếp tới con này là con Daiwa Holoclock. Con này thì giá mã là 159. 159, con này là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, Daiwa Holoclock xứ Fuji, khoen là khoen Fuji xứ xám nhé. Bát này là bát Fuji Japan bát tem vàng. Đấy, rất đẹp. Độ cứng của nó là 50 và 2m7. Cứng 50 và 2m7 là tem bên cửa hàng Nhật bán. Đó. Thì con này là carbon 2 da. Đó. Con này đánh anh em đánh sông hồ rất ok nhé. 2m7, cứng 50. Con này thì dài 2m7 mà hai khúc rất cũng có, cũng là rất là hiếm. Đấy, về lô 100 cây mà có cây này dài 2m7 của Daiwa. Thì con này là mã 159, giá con này là 1,6 triệu nhé. 159 giá 1,6 triệu nhé. 159 giá 1,6 triệu. Đấy, con này tiếp tới con này là con của NFT. Đấy, Polop NFT nhá. Con này NFT nhưng mà nó có cái đai này của thằng Daiwa nó gắn vô thôi. Anh em không thích tháo ra. Con này tình trạng còn rất là mới nhá. Mới nói chung là rất là mới luôn đó, mới 98%. Đấy, rất mới. Hầu như là không có vết xước luôn. Đấy, bát Fuji tem vàng, Japan bát. Khoen này là khoen Fuji nhá. Đấy, có một vài cái chân nó keo nó bị úa và úa vàng rồi. Cái keo nó bị úa vàng rồi nhá. Đấy, keo chân đó. Cái này thì nó có 3 khúc. Dài 3m6. À 3m3. Cái này dài 3m3 và độ cứng nó là 60. Thương hiệu là NFT Polop. À, rất đẹp, hai da từ gốc đến ngọn luôn nhé. Nó là cửa hàng bên Nhật bán luôn. À, con này nó rất là nhẹ nhé. Anh em đánh lăng C ok. C đánh biển. NFT. Thì con này là mã 160. Giá con này là 1,5 triệu nhé. 160 giá là 1,5 triệu. Rất đẹp. Hai da. Rồi. Tới con súp carbon này. Súp carbon này thì nó cũng có sức dăm, sức khác bên ngoài. Nói chung là nhìn tổng thể cũng tầm khoảng còn khoảng 80% chứ không phải là xấu lắm. Đấy, nên là em vẫn bán giá mềm cho anh em, gọi là bán xả cho anh em chơi, không quan trọng ngoại hình. Khoen là khoen Fuji, bát này là bát Fuji tem vàng. Đấy, mã con này là 161. 161 giá là 750.000 nhé. Đấy, giá 750.000 thì nó có sức dăm ít thôi. Đấy, nó có sức, nó tróc cái sơn này này, về anh em cạo định được cho nó đẹp. Đó.
Đấy, cái này là cái sơn 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 bên ngoài, cái quét sơn chỉ á. Đấy. Để anh em có thể tháo đi luôn được, tháo cái lớp chỉ này đi được. Đấy. Còn lại cũng khá là ok. Con này là cứng 60 dài 3m3. Con này là made in Japan nhé. Nhưng mà nó bị mờ mất cái chữ Japan. Made in Japan nhưng mà nó bị mờ mất. Đấy. Thì con này nó có độ cứng là 60 dài 3m3. Cái đồ bu này nó thay rồi sao? Nhưng mà khoen bát là hoàn chỉnh hết cho anh em về chỉ việc đánh thôi nhá. Chứ không có hư hỏng hay là chảy chảy xước gì vô phôi nhá. Xước chỉ là xước răm, đấy, răm bên ngoài. Còn phôi tình trạng cũng còn rất là ok. Anh em mà không quan trọng ngoại hình thì lấy về chỉ việc cắm sông đánh thôi. Bát Fuji tem vàng, khoen Fuji. Đấy, con này giá 750.000, mã là 161. Bán như hàng bãi. Đấy, xấu xấu thì em bán giống hàng bãi, còn mà đẹp em bán giống hàng xịt tay. Đây lô này cũng là lô hàng xịt tay cả, nhưng mà xấu thì em bán giá hàng xấu. Nhưng mà chất lượng của nó thì vẫn là ok nhá. Anh em không phải bận tâm đến chất lượng nhá. Ví dụ mà bị lẹm hay là chảy xước cái gì thì em sẽ báo tất tần tật. Các anh em cứ yên tâm về cái chỗ đấy. Anh em có thể nhận hàng rồi kiểm tra hàng trước khi thanh toán, chứ bên em lúc nào cũng phải hài lòng khách rồi mới 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 bán, chứ không phải cứ ép khách lấy không có được. Đấy. Thì anh em cứ nhận xem hàng đúng như giới thiệu thì anh em nhận, không đúng giới thiệu thì anh em không phải nhận. Đấy. Rồi tiếp tới là con này là con Ryobi nhé, con này cũng khá là đẹp. Đẹp tầm 90-95% luôn ạ. Long lanh. Con này là hàng Ryobi nhé. Carbon xoắn. Cái này là carbon xoắn. Cái này là màu trắng nên là nó khó thấy xíu. Là carbon xoắn bên ngoài nhé. Đấy, carbon xoắn luôn. Mã là 162. Con này là khoen Fuji, bát Fuji tem vàng. Khoen Fuji, bát Fuji tem vàng nhé. Tem này là tem 7 màu. Tem 7 màu. Đấy, cứng 50 dài 3m6, thương hiệu là Ryobi. Đấy. 50 dài 3m6, đấy, có mã code. Có mã code của công ty luôn nhé. Con này là sản xuất tại Korea, tem vàng xuất Nhật. Đấy. Rất là đẹp. Tem bên cửa hàng bán. Cái này là nó cuốn màu vậy nhá, chứ không phải là bị gãy đọt hay là hư hỏng nhá. Nó vẫn đủ chiều dài mà nó cuốn, cái này là nó cuốn màu cái đọt này. Đấy, nó vẫn đủ 3 khúc, đủ chiều dài. Khoen là khoen Fuji. Bát Fuji tem vàng. Tình trạng còn 90-95%. Nó có sức răm nhẹ nhẹ thì cái đó này. Hàng đã qua sử dụng mà. Giá này thì quá hợp lý cho cái mức độ như này và thương hiệu. Đấy, giá là 1 triệu 3 nhé. Mã là 162. Rồi. Tiếp tới là con 163. Mã là 163. Thì con này là con các một dòng carbon Haya. Cái đít này cũng là đít của Fuji nhé. Khoen này là khoen Fuji sứ xám. Fuji sứ xám. Bát Fuji tem vàng. Tình trạng còn đẹp 95% nhé. Đấy, mã vạch của cửa hàng Bon Haya này. Đây là cứng 50 dài 3m3. Đấy. Chỉ có cái gốc này nó lộ các Bon Haya ra, còn cái mấy cái ngọn này là nó mài đi, nó sơn màu trắng lên rồi. Đấy. Cho nên là nó sẽ không thấy cái lớp các Bon Haya nữa.
Đấy. Nó sơn lên thì sẽ mất cái lớp hai da rồi, anh em nhìn không thấy, nhưng mà nó làm bằng carbon hai da nhé, tình trạng còn rất là đẹp, long lanh. Thì con này là mã là 163, giá 1,2 triệu nhé. Đấy. Cứng 50, dài 3,3 m. Rồi tiếp tới là một con của Shimano, con này cũng rất là đẹp nhé. Nói chung là chỉ có bị chầy một miếng ở đây thôi. Đấy, bị chầy một miếng ở đây. Thì cái này thì ở dưới gốc nên là không có ảnh hưởng. Không ảnh hưởng luôn đấy, không có vấn đề gì, chỉ bị một miếng đây luôn. Còn lại là rất là đẹp. Long lanh luôn. Đấy. Con này có chiều dài là 2,4 m. Shimano dài 2,4 m. Và độ cứng của nó là 50. Dài 2,4 m, độ cứng 50. Cái dòng này thì anh em đánh lăng xê hoặc đánh sông, đánh hồ rất ok. Phôi của nó là phôi chuẩn luôn, nó của thằng Shimano đó. Đấy, rất đẹp. Chỉ bị cái miếng ở dưới gốc đó thôi. Còn lại là rất đẹp nhé. Dài 2,4 m. Có mã code này, sản xuất tại Korea này, long lanh luôn. Bát này là bát Fuji nhé, gắn chữ Shimano ở đây nữa. Đấy, khoen Fuji, bát Fuji, Shimano, rất là đẹp và mới. Con này là mã 164, 164, giá 1,3 triệu nhé. Chỉ bị chảy đầy miếng rồi này, đấy, dưới gốc rồi. Rồi, tiếp tới là con của Ryobi. Con này Ryobi nhé. Đó, nó bị xước hai miếng đây. Con này dài 2,1 m, cứng 30. Khoen Fuji, bát Fuji tem vàng. Mã là 165, giá con này là 900 ngàn nhé. Dòng carbon xoắn nhé. Tem 7 màu. Anh em ra nắng thì nó sẽ thấy long lanh 7 màu con đó. Cứng 30, dài 2,1 m, khoen bát Fuji. Và cái này nó cũng là nó cuốn màu vậy á. Đúng rồi, giống như cái con Ryobi mã 162 này, cái đọt nó cuốn màu hồng đó. Đấy. Chứ không phải là bị gãy đâu nhé, nó cuốn vậy, nó kiểu nó vậy. Kiểu của Ryobi nó vậy. Đó. Bát Fuji tem vàng, khoen Fuji. Con này rất nhẹ, anh em lua cũng được luôn đó. Dài 30, à dài 2,1 m, cứng 30. Giá là 900 ngàn nhé. Mã là 165. Rồi. Tiếp tới là một con của Daiwa carbon 2 da. Thì con này nó cũng có xước sáp, giống như hàng bãi vậy, nên em sẽ bán rẻ cho anh em chơi. Daiwa có xước sát nhé, xước sát dưới gốc này. Đó. Đó. Có chóc sơn ngay chỗ lớp keo này, chóc sơn ở miếng này, hai miếng này, chóc cái sơn mà cái lớp sơn ngoài nó quét ở đây này, nhưng mà chỉ của nó là vẫn còn nguyên vẹn nhé, không có bị hư hỏng. Đấy. Khoen này là khoen Fuji Six nhá, khoen Fuji Six luôn á, khoen Fuji Six. Gọi là bao xỉ xét cho anh em. Khoen Fuji Six này thì dòng cao cấp nhất của Fuji rồi. Bát này là bát Daiwa nhé. Đấy, ngoại hình thì nó có chảy xước như vậy. Cứng 30, dài 3,5 m. Cứng 30, dài 3,5 m nhé. Đấy, nó xước mất, chảy mất cái chữ đây rồi. Tem vàng mà nó chảy mất rồi. Đó. Ngoại hình thì cũng còn tương đối. Và em sẽ bán rẻ con này cho anh em là mã 166. Giá là 850 ngàn nhé. 166 850 ngàn. Đấy, về anh em cầu sông, cầu lăng xê không quan trọng ngoại hình. Đấy. Có như nào thì em sẽ báo như vậy nhé.
Còn cái dàn khoen này là dàn khoen Fuji 6 hết nha, từ A đến Z nhé. Đấy. 800 ngàn coi như bán bộ khoen này thôi nhé. Rồi, tiếp tới là một con của Daiwa. Con này là Kenzaki nhé. Von Haya nổi gân luôn. Mới gần như là không có vết chày luôn nhá. Mới keng luôn đó. Thiếu cái túi thôi. 98%. Bát này là bát Fuji nhá, nó dán cái chữ Daiwa lên đây thôi. Nhưng mà là nó là có bát của Fuji nhá. Khoen là khoen Fuji sứ xám này. Dòng khoen đánh biển nhá, rất đẹp. Chắc chắn. Đó. Long lanh luôn. Dài 2m1 và độ cứng của nó là 120, phù hợp cho anh em đánh biển, đánh sông, đánh hồ mà hàng nặng. Đấy, vẫn là tem cửa hàng Nhật nó bán. Bu này bu Fuji chống xoắn đời mới, đánh biển luôn. Rất đẹp. Em thấy nó long lanh luôn. Không có vết chảy trước như chưa bị đánh, chưa đánh lần nào hay sao. Đó, anh em có thể soi kỹ nhìn thấy. Đó. Long lanh. Thì con này là mã là 167, giá là 2 triệu nhé. 167, giá là 2 triệu nhé. Rồi, con cuối cùng, con 168. Con này là một con của Daiwa Hydrolock nhé. Con này của Daiwa Hydrolock. Con này là dài 2m này. Daiwa Hydrolock đẹp tầm 95-98%. Rất đẹp nữa. Không có chảy xước này. Daiwa. Khoen Fuji, bát Fuji. Có gắn chữ Daiwa ở đây. Mã là 168. Giá là 1 triệu 3 nhé. Rất là đẹp. Mã vạch này. Đấy, bên cửa hàng cũ của nó bán 11.800 yên một man mốt, nó tương đương tầm khoảng 2 triệu mấy, 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đấy. Đấy. Mà bán đồ cũ là 2 triệu 3, 2 triệu 4 rồi đấy. Nhưng mà đây nó bên em nó lấy hàng sale về cho nên giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Dài 2m nhé. Bu này là bu Fuji 6 nhé. Còn là khoen Fuji. Bát Fuji. Mã là 168, giá 1 triệu 3 nhé. Rất đẹp. Thì hôm nay em chỉ lên từng đấy cái cần này cho anh em lựa. Thì anh em nào quan tâm thì cũng có thể gọi điện cho em theo số điện thoại là 0866 700 856 hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em theo số điện thoại đấy, hoặc là bình luận ở dưới video này. Đấy, thì em sẽ chốt hàng cho các bác và mỗi đơn hàng là 50.000 cho một đơn. Nếu bác nào chuyển khoản được thì là em sẽ bao ship cho các bác đấy. Và có một số cây thì em sẽ bao ship và em có nói trong video rồi. Đấy, có một số cây là em bao ship. Tình trạng nó hơi xấu thì em sẽ bao ship hoặc là giảm giá cho các bác. Nên là các bác yên tâm về cái giá cả và chất lượng đấy. Em phải nhìn vào cái chất lượng và cái ngoại hình để em bán hàng nữa, chứ đâu phải cái nào em bán 1 triệu 2 hay là cái nào em bán 1 triệu 3 đâu. Đấy. Tìm vào chất lượng và giá cả và độ bền của nó, độ carbon của nó nữa. Carbon xoắn hay là carbon hay da đấy. Kiểu như vậy. Các bác mua hàng thì nên hiểu điều đấy, chứ không phải là cái nào em bán rẻ được. Vì em lấy lô về thì có cái xấu hay đẹp. Xấu thì em bán rẻ hơn, đẹp thì em bán thêm ít. Đấy, kiểu như vậy. Thì anh em đặt hàng có thể liên hệ với em theo số điện thoại đấy nhá. Rồi, chào các bác. Hẹn các bác vào clip sau nhá. Em thì còn rất nhiều hàng. Bác cứ từ từ lựa, từ giờ đến Tết, chơi Tết đấy, một đống rồi. Không hết được đâu. Giờ này từng này nó phải qua Tết nó mới hết được. Rồi, chào các bác nha.